Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 31 tháng 7, đối tượng Ngô Văn Quốc, 38 tuổi, mang quân hàm đại úy, công tác tại trại giam Bình Điền, đóng ở xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, đã sử dụng súng AK bất ngờ xông vào hai cửa tiệm vàng Hoàng Đức và Thái Lợi trước cửa chợ Đông Ba. Tại đây, đối tượng nổ súng uy hiếp chủ tiệm vàng rồi cướp vàng. Đối tượng Quốc mặc đồ công an, sau khi nổ 3-4 tiếng súng uy hiếp đã vơ nhiều khay vàng cho vào túi rồi chạy ra trước cổng chợ, quăng các túi vàng ra giữa đường Trần Hưng Đạo và các lùm cây, rồi hô lớn vàng cho người nghèo, sau đó chạy về cầu Gia Hội xuống khu vực nhà Lục Giác ở đường Trịnh Công Sơn. Một phụ nữ trong tiệm vàng Thái Lợi bị thương ở bụng đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Công an thành phố Huế đã huy động nhiều lực lượng vây bắt, cảnh sát giao thông chốt vòng ngoài, cảnh sát khu vực kêu gọi người dân không vào khu vực nguy hiểm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát cơ động mang áo giáp cùng xe bọc thép tiếp cận đối tượng ở khu vực cầu Gia Hội đường Trần Hưng Đạo, đoạn phía trước chợ Đông Ba bị phong tỏa. Tiểu thương trong khu vực chợ Đông Ba và người dân gần cầu Gia Hội được yêu cầu di chuyển khỏi hiện trường. Các ngôi nhà gần khu vực phong tỏa được yêu cầu đóng cửa để phòng đạn lạc. Đến chiều ngày 31 tháng 7 lúc 14 giờ, công an đã bắt được nghi phạm Ngô Văn Quốc. Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra vào khoảng 15 giờ 10 phút chiều ngày 31 tháng 7. Nạn nhân được xác định là bé gái A, 12 tuổi, trú ở thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 47H00871 do tài xế Lê Thành Nam, 35 tuổi, trú ở xã Ea Khan, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk, điều khiển lưu thông trên quốc lộ 27 hướng đi Đắk Lắk, đi Lâm Đồng. Khi xe chạy đến km 43+300 thuộc địa bàn thị trấn Liên Sơn, huyện Lắk thì bất ngờ va chạm phải xe đạp điện lưu thông cùng chiều do cháu A điều khiển phía trước. Cú va chạm khiến cháu A ngã văng ra đường tử vong, xe đạp điện bị hư hỏng. Tiếp nhận tin báo, cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 31 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp Công an quận Bình Tân và cơ quan chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra ở phường An Lạc, quận Bình Tân khiến một người tử vong. Hiện công an đang tạm giữ Nguyễn Quốc Thái sinh năm 1988 để điều tra hành vi đâm chết người. Theo thông tin ban đầu, vào rạng sáng ngày 31 tháng 7, người dân sống gần phòng trọ trên đường Bùi Tư Toàn, An Lạc nghe thấy tiếng cãi nhau. Nhiều người thấy vụ hỗn chiến, phát hiện anh Hát sinh năm 1994 của quận Bình Tân bị Thái đâm trọng thương. Anh Hát được người dân khu vực đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai của những người liên quan. Công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội vừa tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Nhi Trung ương về một cháu bé nhập viện trong tình trạng tím tái, ly bì và sốt cao, nghi bị người ngược đãi và hành hạ. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, mẹ cháu chờ là chị Lê Thị Lan Hát, sinh năm 1994, trú tại An Dũng, Đức Thọ, Hà Tĩnh, thuê Đoàn Diệu Linh, sinh năm 1996, trú tại 82A/3C, phường Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, trông cháu chờ với giá 3 triệu đồng một tháng tại địa chỉ số 34A, ngõ 198 xã Đàn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội để đi làm công nhân tại Bắc Giang. Trong quá trình trông cháu, do cháu bị sốt và quấy khóc nên Linh và Hoàng Thế Vũ, sinh năm 1994, trú tại La Xuyên, Vạn Thắng, Ba Vì, là chồng của Linh đã dùng dây sạc điện thoại buộc chân, dùng que gỗ, búa nhựa đánh vào đầu một người, dùng chăn quấn vào người và dùng băng dính bịt miệng cháu chờ. Đến ngày 26 tháng 7 năm 2022, thấy cháu chờ mệt mỏi và khó thở, Vũ và Linh đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra và tiếp tục làm rõ. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, sau khi Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1991, ngụ ở phường 6 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang nhậu xong, cảm thấy bực tức vì trước đó có mâu thuẫn với anh rể là Võ Công Tôn Chiêu, sinh năm 1988, ngụ ở phường 6 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Trong lúc anh Chiêu đang nằm trong nhà, Hậu cầm dao nhọn xông vào, đâm nhiều nhát lên người anh Chiêu. Bị đâm bất ngờ, anh Chiêu vùng chạy từ nhà trong hẻm ra đường Đỗ Quang, thuộc phường 6 thành phố Mỹ Tho khoảng 300m, thì bị Hậu đuổi kịp và tiếp tục đâm nhiều nhát. Sau khi gây án, Hậu ngồi tại hiện trường và bị công an bắt giữ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay, nhưng đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Chiêu đã tử vong tại bệnh viện. Được biết, anh Chiêu là nhân viên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, Hậu là em vợ của anh Chiêu. Hiện vụ việc đang được công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với công an tỉnh Tiền Giang điều tra và làm rõ. Bạn có một chất giọng hút hồn người nghe. Bạn có đam mê trở thành MC nhưng không muốn khởi nghiệp từ đám cưới? Vậy thì bạn chính là người dẫn chương trình chúng tôi đang tìm kiếm. Hãy gửi ngay CV của bạn với nội dung ứng tuyển vị trí host cho bản tin Sáng Ngày Ra vào địa chỉ 7sstudio@kênh14.vn. Bạn sẽ có cơ hội làm việc trong môi trường trẻ trung, khỏe mạnh, tập chạy deadline từ sáng đến chiều, thu nhập ổn định, đồng nghiệp đẹp xinh, sếp coi bạn như gia đình, nhưng làm sai thì vẫn ăn trực. Nói thế thôi đủ hiểu rồi, gửi ngay đi nhá. Đừng có make it complicated.